Yes. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Rất vui vì được gặp các bạn ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn đang xem phần livestream này thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cùng với các bạn phần nghị luận xã hội. Và rất là mong các bạn đã có thể lên xem phần livestream trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị rồi. Cho chị mượn cái điện thoại với. Các bạn ơi, kem đã lên chưa? Từ từ đợi vào xem một chút xíu nhá. À, hiện tại đã có 150 bạn rồi. À, ok, 200 bạn. Mọi người đợi nhau một chút nha. Tất nhiên là chị nhớ rồi Toàn Tấn. Tất nhiên là chị nhớ em rồi. Hello các bạn. Xin chào Cẩm Tú. Xin chào Như Quỳnh, xin chào Quang Tiến, xin chào Hoàng Quân, xin chào các em. Ok, xin chào Loan. Hiện tại đã có khoảng 450 bạn rồi, xin chào Nhung. Rất là nhanh, có vẻ như là khi mà nghe chị Hiên nhìn thấy thông báo phát trực tiếp cái là vào ngay lập tức. Đang định ngủ à? Xin chào anh Thư, xin chào em. Không biết là có bạn nào ở đây đang gặp những cái vấn đề liên quan tới câu xã nghị luận xã hội hay không? Nhưng mà nếu như mà các bạn đang gặp những cái vấn đề liên quan tới công nghị luận xã hội thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái phần này với hy vọng là chúng mình sẽ đạt được cái số điểm cao hơn. Ok chưa nào? Ở đây có những ai gặp vấn đề về nghị luận xã hội ạ? Có ai cảm thấy là làm nghị luận xã hội rất là khó không? Đây, nếu như mà khó thì chị giới thiệu với các bạn cái này, cho chị một quyển sách quá. Đây, chị sẽ giới thiệu với các bạn cái này nhé. Đây ạ. Các bạn ơi, phiên bản mới của sổ tay chinh phục nghị luận xã hội dày, chắc là phải rất là dày bởi vì bổ sung thêm các đề này. Được không ạ? Cầm rất là chắc tay. Và ở trong này thì chúng ta có 60 đề các bạn nhá. Chúng ta có đáp án của 60 đề, có phương pháp làm này. Và nói chung là có đầy đủ tất cả những cái gì mà các bạn cần ở trong cái cuốn này. Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Thế nên hãy cố gắng lên. Ok không nào? Đây cho các bạn nhìn kỹ một tí. Rất là dày, đang dày hơn cuốn trước rồi. Đấy, ok không? Tăng thêm số lượng đề rồi. Được không nào? Sách vừa mới về luôn. Sách vừa mới về cách đây khoảng 2 hôm. Sách mới về cách đây khoảng 2 hôm các em ạ. Được không nào? Ok chưa? Đó, thế nên là nếu như mà bạn nào đang băn khoăn về việc là học mà đang băn khoăn về việc học nghị luận xã hội thì có thể tham khảo cái cuốn này các em nhé. Ok chưa nào? Còn ngày hôm nay trong phần phát trực tiếp này thì chị sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Chị sẽ hướng dẫn lại cho các em về cái phần nghị luận xã hội này và chúng ta sẽ cùng nhau thực tế làm trong một cái đề. Chị có cái đề như thế này ạ. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn. Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Được không nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này. Các bạn đi ăn cơm đi. Các bạn đang xem lại bảo là các bạn đi ăn cơm đi. À thế à, viết ổn mà dài quá. Ok, rồi. Các bạn ơi, xong chưa? Xong chưa nhở? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Thấy rất là nhiều bạn nói là em gặp cực kỳ là nhiều vấn đề ở trong câu nghị luận xã hội. Như là em viết dài dòng này, khó ở phần bàn luận và mở rộng này. Rồi gì nữa? Rất là nhiều các cái lỗi ở đây. Em dở nhất nghị luận xã hội. Gì nữa? Khó ở phần dẫn chứng. Đây, cuốn này có hết. Cả dẫn chứng, cả phương pháp làm và cả đề mẫu nữa các bạn ạ. Đó, thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn này nhá. PR một tí, quảng cáo một tí nhở. Chắc là ra Việt Bắc ấy. Các em bây giờ vẫn đang tiếp tục đoán đề à? Các bạn vẫn đang tiếp tục đoán đề hay sao? Các em vẫn tiếp tục đoán đề à? Rồi đợi mọi người nhá. À, đủ 1.000 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đủ 1.000 bạn.
chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Được không nào? Đủ 1.000 bạn, chúng ta sẽ bắt đầu phần... Đủ 1.000 bạn, chúng ta sẽ bắt đầu phần nghị luận xã hội ngày hôm nay. Sao lại cứ đuổi các bạn đi ngủ đi để chiều đi học thế nhở? Chết thật. 200 chữ cứ thành 600 mà. Thật ra là cũng người ta cũng ban dựa, nói chung là những người chấm điểm, thầy cô chấm điểm cũng sẽ không thể nào đếm, ngồi đếm được xem là các bạn biết bao nhiêu chữ đâu. Thế nên là chúng mình chỉ ước chừng thôi, được không ạ? Chúng mình sẽ chỉ ước chừng thôi. Đây Bích Phương ơi, đợi chị một chút rồi chị sẽ hướng dẫn cho các bạn đây, được không nào? Em thuộc hết văn rồi à? Quá đỉnh, nếu mà ôn hết văn ở trong giai đoạn này rồi thì quá đỉnh. Có cần lấy dẫn chứng từ đoạn văn trên không ạ? À, sóng lọt trên năm nay à? Em hay bị viết lan man. À, ok. Rồi các bạn ơi, đây, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Chắc gì? Kiên ơi, chắc gì hả em? Chưa chắc đâu, đấy là các bạn nghĩ như thế thôi nhưng mà chưa chắc đâu, được không nào? Chưa chắc đâu các bạn ạ. À, chị lại xin phép được giới thiệu là cái dây buộc tóc này là của Kawaii. Chính chị Huyền Vũ đã tài trợ cho chị. Đấy, để với một cái mục tiêu là xây dựng hình tượng của chị Hiên trẻ trung hơn, không trở thành kiểu một bà già già cỗi nữa. Thế nên là nếu như mà bạn nào mà muốn gọi là có một cái dây buộc tóc may mắn buộc không đi thi thì lại liên hệ với chị Huyền Vũ nhá, được không? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu ở trong phần nghị luận xã hội ngày hôm nay cùng với chị nhá. Như chị đã nói thì chúng ta đều biết rằng là cái hình thức của nghị luận xã hội của chúng mình là hình thức đoạn văn, đúng không nào? Đây ạ, hình thức là đoạn văn. À, chị sẽ phóng to cái này lên để các bạn biết nhá. Ôi, xin lỗi, sorry các bạn, chị ấn nhầm. Trời ơi, các bạn ơi, đừng nhắn tin nữa, nhiều thông báo quá. Đấy, không biết làm nào để tắt thông báo đi. Đây các bạn ơi, rồi, trước tiên là chúng ta có, đây chị tắt nhạc đi nhá, cho nhạc nền nhá. Rồi ok. Và đề nào em cũng sợ. Các bạn ơi, bắt đầu nhá. Các bạn ơi, bắt đầu nhá. Rồi chúng ta có trước tiên cái hình thức ấy. Đó là hình thức gì nhỉ? Đó là hình thức đoạn văn, đúng không nào? Cái hình thức của chúng mình là hình thức đoạn văn. Và cái đoạn văn này như chúng ta thấy là khoảng 200 từ, đúng không? Cái đoạn văn của chúng mình sẽ khoảng 200 từ, 200 chữ, đúng chưa nào? 200 chữ, ok chưa ạ? Rồi, thế thì chúng ta sẽ ước lượng thì nó sẽ rơi vào khoảng 2/3 mặt giấy thi. Cái này các bạn đều biết đúng không? Nó sẽ rơi vào khoảng 2/3 mặt giấy thi, được không ạ? Đây là cái trước tiên các bạn sẽ phải lưu ý giúp cho chị. Cái tiếp theo mà các bạn phải lưu ý giúp cho chị đó là gì? À, cái tiếp theo các bạn phải lưu ý giúp cho chị đó chính là chúng ta phải xác định đúng vấn đề nghị luận và xác định đúng cái thông điệp đưa ra. Không thể nào mà người ta cho một bài học mà các em lại đưa ra một cái bài học khác được. Ok không ạ? Lưu ý giúp chị cái này. Nên đây là một trong những cái cực kỳ là quan trọng. Như chị đã nói với các bạn, nếu như các em hỏi chị rằng là cái đoạn văn nghị luận xã hội của bọn em ấy, phần nào là phần quan trọng nhất, thì chị xin đưa ra theo cái quan điểm của chị, đó chính là ba cái ý quan trọng nhất đối với bản thân của chị khi mà làm cái câu nghị luận xã hội. Đó chính là, thứ nhất, đó là quan điểm. Quan điểm phải rõ ràng, được không ạ? Đúng là đúng mà sai là sai, đồng ý là đồng ý mà không đồng ý là không đồng ý. Cái quan điểm trước tiên là phải rõ ràng. Cái số 2, đó chính là phải có dẫn chứng. Bởi vì nếu như không có dẫn chứng thì cái bài viết nó sẽ rất là sáo rỗng. Và cái số 3, đó chính là cái phần thông điệp. Suy cho cùng, cái cốt yếu duy nhất mà chúng ta cần phải quan tâm
Đó chính là sau khi mà anh chị bàn luận về cái đó rồi và anh chị đưa ra cái nhận thức của anh chị về cái đó rồi thì cuối cùng phải gửi gắm tới một cái thông điệp có ý nghĩa. Ok không ạ? Phải gửi gắm tới một cái thông điệp có ý nghĩa, bởi vì thông điệp có ý nghĩa chính là cái cuối cùng còn đọng lại đối với người đọc bài viết này, đối với người đọc cái đoạn văn này. Thế nên đây sẽ là ba cái rất là quan trọng mà các bạn phải chú ý giúp cho chị. Các bạn ơi, vậy thì nhìn vào ba cái mà chị coi là quan trọng nhất ở trong cái đoạn văn nghị luận xã hội. Các bạn có thấy là mình đã bao giờ bị gọi là mông lung trong quan điểm chưa? Bài làm của mình có thiếu dẫn chứng không? Và cái thông điệp của mình ấy, nó có bị sáo rỗng không? Được không nào? Chị rất là muốn đặt cái câu hỏi này cho các bạn, bởi vì đối với chị thì đây là ba cái phần quan trọng nhất. Đó là quan điểm, là dẫn chứng, là thông điệp, đúng không? Các bạn đã bao giờ bị mông lung về quan điểm chưa? Các bạn đã bao giờ bị thiếu dẫn chứng trong bài viết chưa? Và các bạn đã bao giờ đưa ra một cái thông điệp mà bản thân các bạn còn cảm thấy là mình không hiểu về cái thông điệp đó chưa? Đấy. Các bạn ơi, nào, ở đây chúng ta sẽ thấy có ba cái phần này. Em có bị mông lung về những cái phần này không ạ? Rồi, nếu như mà các bạn đang cảm thấy mông lung thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần giải quyết luôn nhé. Chúng ta thấy rằng là ở trong cái đề bài của mình, chúng ta sẽ cùng nhau lập một cái dàn ý luôn. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lập một cái dàn ý luôn và chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề luôn nhé. Xin lỗi. Nếu mà viết hơn một mặt thì là dài, thì quá dài rồi đấy em ạ. Thật sự luôn đấy. Hơn một mặt là nó giống kiểu bài văn nghị luận xã hội 600 chữ luôn rồi đấy. Nên là các bạn không nên viết dài như vậy nhá. Em không nên viết dài như vậy đâu. Được không nào? Các bạn không nên viết dài như vậy đâu. Đây, các bạn ơi, đây chỉ có một cái đề bài như thế này và chúng ta sẽ áp vào cái dàn ý của chúng mình luôn. Bởi vì là chị đã từng nói với các bạn rất là kỹ về cái dàn ý của đề văn nghị luận xã của đề văn bài văn nghị luận xã hội 200 chữ rồi. Đúng không nào? Và chị tin là các bạn cũng đã nhớ cái điều đấy rồi. Đây các bạn ơi, chúng ta sẽ có một cái đề như sau. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn. Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn, mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Rồi, các bạn hãy lưu ý giúp chị rằng là như chị đã nói với các em, đây là cái dạng đề về tư tưởng đạo lý. Được không ạ? Đây là dạng đề về tư tưởng đạo lý. Mà dạng đề về tư tưởng đạo lý thì chúng ta sẽ có hai cái, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có hai dạng. Dạng một là người ta sẽ nói thẳng luôn về vấn đề, ví dụ như là bàn về lòng dũng cảm này, bàn về lòng dũng cảm này, bàn về sự tự tin này, ý nghĩa của sự tự tin này, bàn về giá trị của hạnh phúc này, vân vân. Tức là người ta thẳng thắn đề cập tới cái vấn đề luôn, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều trường hợp là gì ạ? Có rất là nhiều trường hợp là cái bài học về tư tưởng đạo lý đó sẽ bị ẩn ở trong một cái trích dẫn. Và đây chính là cái dạng đề mà tư tưởng của chúng ta bị ẩn trong một trích dẫn đây. Được không nào? Ok không ạ? Các bạn thấy không? Rõ ràng là đây là cái dạng đề mà tư tưởng đạo lý của chúng ta bị ẩn ở trong một cái trích dẫn. Và cái trích dẫn đó chính là điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn, mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Ok chưa nào? Ok không ạ? Rồi các bạn ơi, đồng ý với chị không? Các em có nhớ về cái phần mà chị nói với các bạn là có hai dạng không ạ? Một dạng là đi trực tiếp vào vấn đề và một dạng là chúng ta sẽ có cái thông điệp ẩn trong cái trích dẫn này. Ok chưa? Rồi. Được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục này. Như sau. Đây, cái đề đầu tiên, cái phần đầu tiên đó là chúng ta cần phải dẫn dắt vào. Được không ạ? Thì đây là cái phần dẫn dắt mà chị đưa ra này. Nó rơi vào khoảng, đây là chị phóng to thôi, nhưng mà nó rơi vào khoảng là 4 dòng. Chị nghĩ là như thế là hợp lý. Nhiều bạn thì sẽ nói là chị ơi em sợ là như này dài quá. Nhưng mà chị nghĩ là như thế này là hợp lý, còn nếu không thì các bạn có thể viết 3 dòng. Nhưng mà tại vì sao mà cái phần này viết tận 4 dòng? Tại bởi vì là chúng ta lưu ý giúp cho chị một điều đó là gì? Đó là cái câu trích dẫn này đã mất một dòng rồi. Thế thì ít nhất mình hơn một dòng rồi. Thế thì ít nhất mình cũng phải dùng khoảng tầm 2 dòng để dẫn vào chứ, đúng không? Chứ làm gì mà tự nhiên trích dẫn vào được. Hoặc là nếu như mà các bạn sợ cái này thì các bạn có thể làm theo cái cách là các bạn viết luôn.
đó là gì ạ? Có một cái gì ạ? Có một câu trích dẫn đã để lại trong tôi, câu trích dẫn đã để lại trong tôi rất nhiều những bài học ý nghĩa. Hai chấm, ghi ra luôn. Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn, mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Hoặc là trích ra luôn là điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn, mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Và sau đó thì gì ạ? Trích dẫn trên đã để lại trong tôi những bài học ý nghĩa. Ví dụ là như vậy. Hiểu chị không? Thì cái phần quan trọng nhất ở trong cái phần mở đoạn này là chúng ta phải nêu ra được cái này. Ok không ạ? Chúng mình phải nêu ra được cái câu trích dẫn này, hoặc là nêu ra được cái vấn đề mà người ta đang hỏi các bạn ở trong, người ta đang hỏi các bạn ở trong gì ạ? Ở trong đề bài. Thì ở đây chị đã lựa chọn một cái cách trích dẫn khá là mới mẻ. Và một lát nữa các bạn sẽ thấy là chị làm theo cái kiểu đầu cuối tương ứng luôn. Tức là cái cách đầu cuối tương ứng này không chỉ được sử dụng ở trong bài văn, nghị luận, văn học, mà ngay cả trong nghị luận xã hội chị cũng có thể sử dụng cái này để làm cho cái bài viết nó trở nên hay hơn, ấn tượng hơn. Được không ạ? Và nó giống như là một cái vòng tròn khép kín ấy. Mình sẽ tạo ra một cái vòng tròn thật là tròn trịa. Ok chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là chị dẫn như thế nào với cái đề này nhá. Trước tiên trong cái bố cục chúng ta sẽ có cái phần mở đoạn như thế này. Cơn mưa rào bất chợt ùa đến trong lòng thành phố. Từ chỗ trú mưa, có người phàn nàn thời tiết thật thất thường, có người lại cảm ơn cơn mưa giải khát cho thành phố sau bao ngày nắng nóng. Tình huống trái ngược này khiến tôi nhớ tới bài học ý nghĩa từ câu nói: điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn, mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó. Ok không bạn? Các bạn ơi, thấy không? Các em thấy không? Các bạn thấy không ạ? Rõ ràng ở đây chị đã đưa ra một cái cách, đó là tôi đưa một cái câu chuyện mà cái câu chuyện này giống như là dẫn chứng luôn. Phải không ạ? Giống như là dẫn chứng luôn. Để tí nữa tôi khẳng định rằng là điều quan trọng nhất là cái góc nhìn của chúng ta về những cái biến cố mà chúng ta gặp phải cơ. Ok không ạ? Các bạn đồng ý với phần mở đoạn của chị không? Các em ơi, nào, chú ý lên đây giúp chị với ạ. Chú ý lên đây giúp chị với. Chú ý lên đây giúp chị nào. Nào, các bạn ơi, nào, chú ý lên đây giúp chị nào. Hiểu ý chị không ạ? Hiểu ý chị không nào? Thế thì rõ ràng ở đây là gì? Rõ ràng ở đây là chúng ta thấy là chị đã đưa một cái cách dẫn vào rất là mới mẻ ở trong cái phần này, phải không ạ? Bởi vì chị hiểu được luôn cái bài học của câu nói này chính là gì ạ? Cái điều quan trọng là cái cách nhìn nhận của các bạn về những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của các bạn cơ. Đấy. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo. Quan trọng nhất là gì trong cái quá trình dạy văn đối với bản thân của chị? Điều mà bản thân chị tâm niệm đó chính là cái việc giúp khơi dậy cái sự sáng tạo, tính sáng tạo trong chính các bạn. Và cái cách diễn đạt, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái cách diễn đạt mới mẻ hơn. Ok chưa nào? Nhá, được không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần các em ơi. Chị đang cảm thấy không hài lòng với những cái phần comment của các em đâu nhá. Chị đang rất là tâm huyết cùng với các em để giảng cho các bạn. Thế mà chị không biết là các bạn đang nói cái câu chuyện gì ở đây. Chị không biết tắt thông báo như thế nào luôn á. Hay là phần này à? Không biết phải phần này không? Chị không biết tắt như nào luôn á. Hay đây à? Thử tắt đi xem nhá. Alo, các bạn có nghe tiếng không? Em có nghe tiếng không? Chị tắt cái này đi, các bạn có nghe tiếng không? Chị tắt cái này đi, các bạn có nghe tiếng không ạ? Thế à, xé xác em ra. Em ơi, sai chính tả như Vivi nhá. Sai chính tả em ơi. Phần nào ấy? Ok. Đợi chị đây. Các em có nghe tiếng không ạ? Vẫn nghe thấy tiếng thông báo à? Đây rồi, để đợi chị chỗ nào. Em biểu tượng chuông. Cài đặt. Đây là bình luận, các em đợi tắt hết đi. Đây đúng không? Đúng. Được chưa? Em thử quay lại em và xem giúp chị xem là ok chưa. Các bạn ơi, được chưa? Tắt được chưa? Vẫn nghe thấy. Fail thật sự luôn ạ. Ý là lúc ấy chị tắt ở đây này, nhưng mà vừa tắt theo của Nhật Anh thì không nghe được chưa. Ok chưa các em? Hết nghe thấy thông báo chưa? Mấy đứa? Chị vừa tắt rồi đây, các bạn thấy hết nghe thấy thông báo chưa?
Hết nghe thấy thông báo chưa? À ok. À, không sao thì thôi chị sẽ tiếp tục nha. Rồi ok, bây giờ quay trở lại. Bây giờ quay trở lại cùng với chị nhá. Chị ơi đừng bắt lỗi em mà. Sáng nay em làm vẫn chưa xong à? Rồi, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Rồi, quay trở lại này. Các bạn nhìn thấy đây là cái cách dẫn dắt của chị. Và bản thân chị nói rằng là đây là một cái cách dẫn dắt mà chúng ta sáng tạo. Được không ạ? Chúng ta linh hoạt và bắt nhịp luôn vào cái trích dẫn đó luôn. Đấy, thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Được chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị tiếp tục này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái phần đó là chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích. Được không nào? Thì đây, bắt đầu phân tích và bàn luận như sau này. À đâu, chị xin lỗi. Đây là cái phần giải thích ạ. Được không ạ? Đây là cái phần giải thích này. Thì phần giải thích của chúng mình như thế này. Biến cố là những sự kiện xảy ra có ảnh hưởng và tác động mạnh đến đời sống xã hội của cá nhân. Trong quá trình cố gắng đạt được mục đích, chúng ta sẽ bắt gặp những dông bão khiến ta thất vọng mệt mỏi. Đây là cái gì ạ? Đây chị chỉ giải thích trong một câu ngắn gọn này thôi. Các bạn ạ, chị chỉ giải thích trong một cái câu ngắn gọn này thôi. À chị biết rồi, chị biết cách tắt rồi. Đợi chị. Chị vào tắt thông báo cái nhóm chat này đi. Là được chứ gì, đúng không? Cái nhóm này nhắn nhiều quá, thảo luận nhiều quá. Chị vào chị tắt tạm thời đi nhá. Tắt khoảng 1 tiếng thôi. Thế là hết. Ok chưa? Các bạn thấy ok chưa? Chứ không các em cũng khó chịu là chị cảm thấy bứt rứt. Rồi chị tắt hết rồi. Rồi không còn ai nhắn được cho chị nữa rồi. Nào bắt đầu nhá. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Đây chính là cái phần mà chị giải thích này. Vậy thì ở trong cái câu này, bao giờ nếu như người ta cho các bạn một cái thông điệp thì các bạn cũng sẽ phải chú ý giúp chị, đó là biến cố là gì. Tức là các bạn sẽ xác định giúp cho chị những cái từ khóa mà kiểu nó chưa mang cái ý nghĩa tường minh ấy, để chúng ta sẽ giải thích. Ok chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Biến cố là những sự kiện xảy ra có ảnh hưởng và tác động mạnh đến đời sống xã hội phải đến cá nhân. Ok chưa ạ? Trong quá trình cố gắng để đạt được mục đích, chúng ta sẽ bắt gặp dông bão khiến ta thấy thất vọng, mệt mỏi và chán nản. Trước những biến cố như vậy, bạn đừng nản lòng. Con đường đến với thành công có bao giờ trải lụa. Hãy coi những thất bại, những nỗi buồn là thử thách dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Sau cùng, người ta sẽ chỉ nuối tiếc về những gì đã làm hết sức, đã không làm hết sức, còn chẳng ai hối tiếc vì đã dám thử nghiệm. Và thái độ của chúng ta trước những khó khăn và thử thách là rất quan trọng. Nếu ta nhìn mọi thứ theo hướng tích cực thì sự việc sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu mang một tâm trạng cái nhìn tiêu cực thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn, thất bại sẽ là điều đương nhiên. Ai đó đã từng nói rằng đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Vậy nên dù dông bão có lớn đến đâu, nhưng chỉ cần chúng ta có cái nhìn tích cực thì sẽ nhận lại được những điều bất ngờ. Được không nào? Đây ví dụ ở đây chị đưa ra một cái dẫn chứng ở đây này. Được không ạ? Đây là dẫn chứng mà chị đưa ra ở đây cho các bạn. Chắc hẳn chúng ta chưa thể nào quên được hình ảnh của cặp vợ chồng chú lính chì. Đây, đây là phần dẫn chứng ạ. Được không ạ? Và đây chị đã phân tích dẫn chứng ạ. Được không nào? Chắc hẳn chúng ta chưa thể quên được hình ảnh cặp vợ chồng chú lính chì Ngọc Bảo, Lệ Thu. Cả hai cùng khiếm khuyết một chân, nhưng không vì thế mà nản lòng từ bỏ cuộc sống. Hai người đều rất nỗ lực tìm kiếm cho mình niềm vui trong công việc, sự tự tin trước cuộc đời. Họ đều tìm thấy một điểm chung, đó là dù những biến cố xảy ra tưởng như không thể vượt qua, thì không thể vượt qua được. Nhưng với niềm tin yêu cuộc sống, sự lạc quan, cả hai đã vượt qua để trở thành nguồn năng lượng sống đẹp cho xã hội. Được không nào? Sau đó bắt đầu đưa ra thông điệp: hãy dũng cảm bước đi, hãy chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách, con người sẽ trưởng thành, được sống một cuộc đời phong phú, giàu trải nghiệm và có ý nghĩa. Chấm. Bạn biết không, cuộc sống này thực sự rất kỳ diệu. Hãy luôn giữ cho mình góc nhìn lạc quan tích cực, thì dẫu cho hôm đó thời tiết có mưa hay nắng thì với bạn sẽ luôn là một ngày đẹp trời. Ok chưa nào? Các bạn ơi, hiểu với chị không ạ? Hiểu với chị không nào? Có nghĩa là ở đây chị đã dùng cái cách kết đầu cuối tương ứng luôn. Ở trên đang nói về trời mưa trời nắng thì kết thúc lại cũng là gì ạ? Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn thì bất cứ điều gì xảy ra với bạn đó cũng sẽ là một cái cơ hội. Ok không ạ? À cái phần dẫn chứng này thì các em chính xác, các bạn có thể xem trên Chuyển động 24 giờ ấy. Được không ạ? VTV24 ấy. Có rất là nhiều những cái câu chuyện hay. Hoặc là các bạn có thể vào một cái trang, đó chính là cái trang Việc Tử Tế ấy. Ở trong cái trang Việc Tử Tế đấy có rất là nhiều những cái câu chuyện hay các bạn ạ.
những cái con người mà vượt lên trên cuộc sống. Nói chung là chúng ta nhìn ở đây nó rất là ngắn gọn và dễ dàng. Phần mở đoạn này, phần giải thích này, phần bàn luận này, phần đưa dẫn chứng này, phần liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp. Từng ý một như vậy. Còn nếu như mà các bạn muốn là các em có thể lật ngược vấn đề, tức là các bạn phản đề một chút, thì các bạn có thể đưa vào cái phần phân tích này. Ok chưa nào? Các bạn có thể thêm vào cái phần phân tích này. Đây, cái phần liên hệ bản thân chị đã đưa ở đây rồi ạ. Đây ạ. Hãy dũng cảm bước đi. Có nghĩa là gì ạ? Cái liên hệ bản thân không nhất thiết phải là tôi đang là một học sinh cấp 3, tôi cần phải như thế, đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi cần phải như thế này, như thế này. Mà cái liên hệ bản thân là gì? Cái liên hệ bản thân là chúng ta tự rút ra được bài học cho chính mình, được không ạ? Thì bài học cho chính mình ở đây đó chính là gì ạ? Hãy dũng cảm bước đi, hãy chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách, và bản thân chúng ta sẽ trưởng thành, sống một cuộc đời phong phú, giàu trải nghiệm và có ý nghĩa. Hiểu chị không? Không nhất thiết là chúng ta phải tôi còn đang là một học sinh trên ghế nhà trường, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Còn như chị đã nói, nếu các bạn muốn thêm phần phản đề thì các bạn có thể thêm một cái phần phân tích này giúp cho chị. Ok chưa nào? Phần phân tích bàn luận giúp cho chị. Được chưa nào? Nhá. Chúng ta nên giải thích để chúng ta tìm ra được cái bài học chính xác. Nhưng giải thích ở đây không phải là dài dòng lan man, mà giải thích ở đây chúng ta chỉ dùng 1-2 câu ngắn gọn và đi bám sát vào những cái từ ngữ chưa từng minh để rút ra bài học thôi. Hiểu ý chị không nào? Nhá, được không ạ? Hiểu ý chị không? Rồi, sau đó thì đây chúng ta có thể kết luận lại, đưa ra một cái thông điệp. Bạn biết không, cuộc sống này thực sự rất kỳ diệu. Hãy luôn giữ cho mình góc nhìn lạc quan và tích cực. Thì dẫu cho hôm nay thời tiết có mưa hay nắng, thì với bạn vẫn sẽ luôn là một ngày đẹp trời. Được không ạ? Đúng rồi, chính xác. Cái phần phản đề thì tùy từng đề chúng ta mới phản đề, chứ không phải là chúng ta cố gắng tìm ra một cái gì đó để chúng ta phản đề. Ok không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái việc này nhá. Ok chưa? Các em ơi, các bạn có thể tham khảo cái cuốn này. Bây giờ đặt sách vẫn kịp đấy, được không ạ? Đây là cái cuốn nghị luận xã hội, và ở trong này thì có cả, ở trong này thì giá của cuốn sách này là 149.000. Ở trong này thì có cả phần đây, vừa in lại ạ, chị vừa lấy sách về luôn. Nên là ngay lập tức phải phát trực tiếp cùng với các bạn, được không nào? Các bạn ơi, ở trong cái phần này thì chúng mình có về đây ạ, phương pháp làm bài này. Chúng ta có về các cái dẫn chứng luôn này. Đấy, phương pháp làm bài có dẫn chứng ở đây. Chị đã bổ sung thêm cả dẫn chứng về dịch Covid cho các bạn này. Bởi vì năm nay các bạn đang rất là lo lắng, thì ở đây chị có bổ sung thêm về dịch Covid cho các bạn luôn này. Đấy, ok không? Nhá. Rồi, sau đó thì sao? Đây, ở trong cái phần này bên cạnh bổ sung thêm dẫn chứng về dịch Covid, về các cái tấm gương người tốt việc tốt này, thì ở đây có 60 đề. Được không ạ? Ở đây có 60 đề này. Sau đó thì ở đây chúng ta còn có bài tập luyện tập và một cái mã QR để quét cái đáp án nữa này. Ok chưa nào? Thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn này nhé. Em có thể tham khảo cái cuốn này, rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn nhưng mà chị nghĩ là cực kỳ ok với các bạn ở trong giai đoạn này. Chính xác, quan trọng nhất là chúng mình phải viết một cái bài văn nó ngắn gọn, không dài dòng lan man. Bởi vì các bạn thường gặp cái trường hợp là viết cực kỳ là dài dòng và lan man, đúng không? Nên là các em sẽ lưu ý cái phần này giúp cho chị nha. Ok chưa nào? Tránh cái trường hợp viết nhiều, viết dai, viết dài nhưng mà lại không giải quyết vấn đề gì cả. Nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý cho chị, hết sức là lưu ý giúp cho chị khi mà viết nghị luận xã hội. Trong nghị luận xã hội quan trọng nhất là đúng, là đủ, được không ạ? Và làm cho bài viết hay hơn một chút, sáng tạo hơn một chút, được không ạ? Thì ở đây rõ ràng cái đoạn văn này chị đã sử dụng cái cách kết thúc đầu cuối tương ứng. Ok chưa ạ? Rồi, các bạn ơi, có lẽ là buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình sẽ chỉ phát với nhau một cái phần ngắn gọn này thôi. Chị hy vọng là với cái phần phát vừa rồi thì đã giúp cho các bạn hiểu thêm về nghị luận xã hội này, và đã giúp cho các bạn có thể định hình ra được là với một cái đoạn văn 200 chữ thì chúng ta sẽ trình bày trong khoảng bao nhiêu về dung lượng, và chúng ta sẽ viết theo những cái ý như thế nào. Được chưa ạ? Nếu như mà các bạn còn bất cứ cái băn khoăn gì, hay là muốn chị chữa thêm về phần nào, đề nào, thì các bạn có thể để lại comment tại đây để chị sẽ đọc và tham khảo ý kiến của các bạn nhé. Ok chưa nào? Rồi, rất là cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã xem phần livestream ở trong buổi trưa này. Chị chúc các bạn có một buổi trưa thật là ngon miệng, và một lát nữa thì nghỉ xong này, chiều đi học này, học hành thật là hiệu quả nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã lên xem phần livestream cùng với chị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye.